Bạn có thể giúp trẻ học phép tính cộng bằng cách sử dụng bất kỳ vật nhỏ nào, chẳng hạn như các nút áo. Ví dụ, bạn có thể đặt hai nút áo trước mặt trẻ và hỏi, con thấy có bao nhiêu nút áo? Trẻ có thể đếm chúng và nói, 2. Sau đó, bạn có thể thêm 3 nút áo và nói, nếu chúng ta có thêm 3 nút áo nữa, thì bây giờ có bao nhiêu nút áo? Trẻ có thể đếm lại và nói, 5. Sau đó, bạn có thể nói, đúng rồi, khi chúng ta có 2 và thêm 3 nữa, chúng ta có được 5. Hoạt động này sẽ giúp trẻ bắt đầu hiểu phép toán cơ bản.